Kính chào quý vị và các bạn. Trong 2 ngày tới, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rất lớn do ảnh hưởng của bão số 6. Quý vị chú ý nên dời lại kế hoạch du lịch của mình tại nơi đây. Đặc biệt là tại khu vực từ Quảng Bình trở xuống tới Quảng Ngãi sẽ có tổng lượng mưa lên tới từ 300 đến 500 mm, cục bộ có những nơi mưa vượt trên 700 mm. Với các tỉnh tại Hà Tĩnh, Bình Định cũng như phía Bắc của Tây Nguyên sẽ có nơi mưa rất to với lượng mưa vượt trên 300 mm. Cảnh báo mưa lớn kết hợp với lũ lên cao gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Phan Thiết thì không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão nên 3 ngày tới tại đây trời vẫn sẽ có nắng với nhiệt độ vừa phải, phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ C. Tuy nhiên, du khách cũng nên hạn chế các hoạt động trên bãi biển như là tắm hay lướt ván vì sóng gió ở vùng biển Bình Thuận cũng khá mạnh gây nguy hiểm. Tại Bắc Bộ, ngày Chủ nhật cũng sẽ có mưa rào bất chợt ở khu vực đồng bằng như tại Thái Bình, Ninh Bình và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 27 độ C. Các nơi khác ở vùng núi cũng như phía Tây Bắc Bộ trời vẫn sẽ có nắng. Tại Sa Pa, 3 ngày tới hoàn toàn không mưa, nắng đẹp, rất thuận lợi để du lịch săn mây. Quý vị cần lưu ý là trang phục sẽ cần giữ ấm vì trời rét cả ngày, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 đến 21 độ C, thậm chí là về đêm và sáng sớm thì còn giảm xuống thấp nhất ở mức là 14 độ C. Với các điểm du lịch ở phía Nam như tại Phú Quốc thì sẽ có mưa rông xuất hiện về chiều tối. Vì vậy mà khoảng thời gian thích hợp cho các hoạt động ngoài trời sẽ là vào buổi sáng khi mà trời vẫn có nắng, với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 31 độ C, trời mát. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.